là tôi khi đã up 7.749 lần reaction nhưng không được do bản quyền. Ok mọi người, sau khi mà xem MV Love Rosie của Thiều Bảo Trâm thì thật ra MV này á, nó đã phát cách đây được một tuần rồi và mình đã nghe nhạc thì rồi. Và mình khá là thích cái bài nhạc nhưng mà MV thì mình chưa xem. Thì hôm nay khi mà mình xem xong thì đúng là cái sự mê trai của Trâm đã lên một cái tầm cao mới. Mà tất cả mọi người xem đều cảm thấy cái cô gái mê trai này rất là dễ thương và rất là ngọt ngào. Trước khi mà làm reaction mình đã xem một vài những cái bài báo và mọi người có cái gì đó hơi có một vài những cái ý kiến trái chiều dành cho Trâm, như kiểu như là concept thì giống như là của cách đây mấy chục năm về trước của K-pop, thời giống như là SNSD các kiểu. Nhưng mà mình thì mình nghĩ là như thế nào là hợp thời á, và Trâm hỏi thì tại vì những cái trang phục mà Trâm mặc á thì thời SNSD mình thấy mấy bạn đấy cũng chưa có mặc, đa số là Trâm mặc toàn là đầm váy bánh bèo thôi mọi người. Và cũng có gì đó nó hơi retro một chút xíu. Và cái nếu mà mọi người nói là cái cốt truyện giống thì mình cũng cảm thấy là giống thật, nhưng mà mình cảm thấy là cũng không thành vấn đề á, tại vì nó đâu phải là thời trang hay là cái gì theo thời đâu mọi người. Nên là nó miễn là mặc đồ quần áo hợp thời là được, chứ mình nghĩ là lỗi thời. Nói chung là ok, bây giờ mình sẽ nói về, tại vì cái MV này nó nổi bật về phần hình ảnh nên mình sẽ nói về hình ảnh trước. Về hình ảnh thì mình thấy đầu tiên á là Trâm có một sự đầu tư rất là tỉ mỉ trong cái khâu về hình ảnh. Thậm chí là cái căn phòng của cô gái này, mọi người biết là thời gian gần đây ở trên TikTok nó rất là hot, ví dụ như là làm quay daily routine, có nghĩa là mỗi ngày làm gì và show cái căn phòng của mình ra rất là nhiều kiểu phòng đẹp á, thì trời ơi, cái căn phòng của Trâm là cái căn phòng mơ ước của tất cả mọi cô gái á mọi người. Không phải là yêu thích màu hồng mà là từng cái setup nhỏ trong cái căn phòng mình rất là đáng yêu, dễ thương. Đặc biệt bản thân mình là mình muốn chết đứng với cái hồ cá mà có cá vàng với lại con mấy cái ngọc trai á mọi người. Mình sẽ để hình ở đây nha. Trời ơi, mình trước khi mà mình xem MV mình thấy một vài những cái tấm hình mà Trâm update trước á là mình đã muốn xỉu rồi mọi người, kiểu xỉu up xỉu down luôn mọi người. Tại vì mình là một đứa rất là thích nghệ thuật setup concept, có nghĩa là kiểu góc nào cũng đẹp trong phòng để mà kiểu như là chill và inspire, làm truyền cảm hứng á mọi người. Nên là mình nhìn cái hình mình rất là thích luôn. Nên là hả, điểm 10 dành cho cái bạn nào làm cái MV này và setup cái này nha. Nếu như là ý tưởng của Trâm thì perfect cô gái ơi, perfect nha, quá đẹp. Đầu tiên cái điểm cộng lớn nhất đó là về hình ảnh. Cái điểm cộng thứ hai đó là về nữ chính. Một cái điểm trừ nhỏ đối với Trâm đó là Trâm diễn xuất chưa thực sự đạt lắm. Nó có cái gì đó nó hơi nó gọi là nó chưa có được thật. Điều đó không nghĩa là bạn này diễn giả, mà là chỉ đơn giản là không có năng khiếu diễn xuất. Nói vậy thì nó sẽ đúng hơn là mọi người kêu là diễn giả tạo không, mọi người biết không? Khi mà mình muốn diễn đạt cái điều gì đó trên cái màn ảnh nhỏ, nhưng mà nếu như mà mình không thể diễn đạt bằng cảm xúc được á, thì cũng kiểu như là mình cảm thấy là Trâm đã cố gắng hết sức rồi, chứ nó không phải giống như là cố tình làm cho nó giả chân đâu mọi người. Nên là mình đọc được những comment kêu là giả chân thì mình thấy cũng hơi tội nghiệp cô gái này ha. Thì tuy nhiên thì điểm trừ nhỏ là Trâm chưa có phù hợp với diễn xuất. Nhưng mà tại vì gỡ lại là cái MV này rất là dễ thương và đáng yêu, câu chuyện cũng đơn giản dễ hiểu, là một cô gái yêu thích một chàng trai và cứ thế lẻo đẻo lẻo đẻo thì anh này mỗi ngày rất là đáng yêu, rất là dễ thương. Và những cái hình ảnh trong cái hình ảnh đẹp tiếp theo đó là hình ảnh trong quán cà phê mọi người. Thì quán cà phê này mình nghĩ là nó khá là giống những cái thập niên sống kiểu như là 50-60 hồi xưa, trong những cái quán cà phê trà đồ này nọ. Hoặc là quán cà phê đúng là dạng nó hơi mang xu hướng vintage một chút, nên là mình nhìn khá là thích ha. Và cái máy chụp hình ra hình liền của Trâm á, nó cũng khá là dễ thương nữa. Nên là mình thấy là cái MV này rất là điểm 10 cho chất lượng, điểm 10 chất lượng về hình ảnh ha. Về cốt truyện thì mình nghĩ nó khá đơn giản, không có gì để bàn cãi. Về nhạc thì mình thấy đây là đúng là một trong những bài pop dễ nghe. Và hình tượng mà Trâm hướng tới là một hình tượng giống như là nhạc công chúa nhạc pop hồi xưa mọi người, kiểu vậy á. Nó là công chúa nhạc pop nhưng mà của Hàn Quốc. Và của nó, mọi người sẽ nhìn thấy nó cái gì đó nó hơi giống giống như là công chúa bong bóng hay là
tiệm bánh dâu tây đồ hồi xưa, nó có cái gì đó khá là xinh đẹp và dễ thương, và nó mang đúng dạng công chúa hoàng tử, chứ nó không phải như công chúa nhạc pop như là của K-pop, hay là của mang xu hướng gọi là thời thượng như là K-pop, hay là sexy như là Britney Spears hay là Christina Aguilera hồi xưa. Thì nó không phải mang hình tượng như vậy, nó là mang hình tượng mà mình vừa nói mọi người, nó là của Việt Nam nhưng mà thời giống như là V-pop cách đây mười mấy năm về trước, thời của Bảo Thy, Đông Nhi lúc mà mới lớn á, thì nó theo cái hình tượng đó, mình thấy khá là phù hợp. Và mình nghĩ là mỗi một cái giấc mơ của một người con gái á, thì nó có một cái hình tượng khác nhau. Và tại sao chúng ta lại phán xét trong việc là Thiều Bảo Trâm có một cái giấc mơ về một cái tình yêu khá là ngọt ngào, rì trô và dễ thương như vậy? Thì cái bài nhạc thì mình thấy là nó khá là cái catchy nè, dễ nghe, dễ thuộc. Điệp khúc thì đó, Rosie, Rosie, Rosie gì đó, thì rất là dễ để mà lẩm bẩm hát theo, nên nó rất là dễ thành top trending. Mình nghĩ sau cái việc cô gái này đã vừa có tạm gọi là vừa có một cuộc chia tay, một cái mối tình bí mật, thì Trâm đã lấy lại cái sức cân bằng rất là tốt để ra một cái sản phẩm chứng tỏ cái thực lực của mình cực kỳ ổn. Và giọng hát của Trâm, lúc mà mình có xem một bài này mà Trâm hát cover, cầm đàn và hát luôn, thì giọng giống như ở trong MV và bên ngoài nó không có gì khác nhau mọi người. Trâm có một chất giọng rất là tốt và live rất là tốt. Thì và sau đó thì có một cái bản, đó là cái bản nhảy dancing á, dance cover, không phải dance cover, dance của cái bài này, để mang cái điệu nhảy này nó đi xa, nó mang cái viral tốt hơn, thì cũng rất là dễ thương. Mình sẽ để link ở đây ha, mình để hình ở đây ha. Thì nói tóm lại là bài hát này phù hợp cho những bạn tuổi teen và hai mươi mấy tuổi đổ xuống, hoặc thậm chí là mình ở hàng ba rồi mình xem mình vẫn cảm thấy rất là dễ thương. Tại vì cái gu của mình là hơi teen pop đó, có nghĩa là mình thích dạng công chúa nè, hoàng tử, mình thích Disney, mình là fan của Disney. Và nhìn cho những bạn nào có cái tính hơi nhí nhảnh một chút xíu, còn tuổi teen và đang có một cái tình yêu mà mình băn khoăn là không biết chúng ta nên làm gì, thì có thể xem cái MV này rất là phù hợp dành cho những cô gái biết yêu bản thân mình ha. Ok, vậy là mình đã xong reaction của Trâm. Hy vọng là Trâm sẽ có những cái bài hát hay ho hơn nữa trong thời gian sắp tới, và chúc cho Love Rosie có thể tạo thêm nhiều viral, gọi là mang cái năng lượng vui vẻ, hạnh phúc, tích cực trong tình yêu nhiều hơn. Cảm ơn cô gái đã cho ra MV cực kỳ hường phấn như vậy nha. Bây giờ thì hãy cho mình biết là bạn đã xem cái MV này chưa, cho mình biết là cảm giác của bạn như thế nào, và hãy nhớ là like, subscribe channel của mình nha. Bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những vlog tiếp theo. Bye.